Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì em đang có mặt tại Quảng Yên, Quảng Ninh, set up cho anh một cái phòng cà phê trà chanh ở trên sân thượng này, một cái view rất là đẹp này. Đây sân vận động anh em nhé. Đằng trước này là sân vận động này. Đây đường phố này. Một cái view rất là đẹp. Quán này được có một hệ thống bạt kéo này. Và cái không gian cà phê này để nghe nhạc thì em sẽ lắp cho anh một đôi loa 515, không cần công suất quá lớn nhưng mà cái âm thanh của nó rất trong trẻo và sạch sẽ. JBL 615, một đôi súp hơi bass 50, một đôi loa cũ của anh là DK đang kinh bát 30. Một cái không gian rất là tuyệt vời. Súp đánh ngoài trời nó thoát nghe sướng. Đây là cái bộ dàn máy này. Quản lý nguồn mic, micro dây dòng Beyer 790 nâng tiếng vang và một cục đẩy nguồn xung Class D. Để hát karaoke và nghe nhạc quá phê luôn. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì em xuống sông Khoai lắp đặt cho anh Tiến một cái bộ hát karaoke VIP ở trong một cái phòng trà quán cà phê này, với không gian rất là chill, phù hợp với các bạn trẻ hẹn hò này. JBL 615 súp 40 multimedi. Hồi đó ngày con của nhau đồng quê, thường hay chạy ra đâu ngõ đâu sâu, nhìn quanh nhìn xung, chờ mẹ về chứ. Mẹ ơi đừng xa mẹ đi chợ về, mẹ ơi đừng lo đem con lên mâm. Mẹ ơi con đã dù em ngủ rồi, vì thương chúng con mẹ lăn nổi gió mưa đời. Lời suối mẹ ru con thời đó, dù bên mưa dù nắng dù là bão giông trên đường, mẹ từng gọi mẹ gánh con trên vai mình. Giờ đây